Với tình hình hiện tại, dịch bùng phát ở rất nhiều tỉnh thành gây ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống của tất cả mọi người. Trong đó phải kể tới nhiều cặp đôi hoãn cưới rất nhiều lần vì địa phương xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, phải thực hiện giãn cách xã hội. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh đám cưới đặc biệt trong mùa dịch với dòng trạng thái như sau. Thương chị vì tình hình dịch bệnh mà gia đình chỉ có thể đưa chị đến chốt để trao dâu. Trong đoạn video, cô dâu mặc áo dài cưới đi cùng gia đình đến chốt phong tỏa có chú rể cùng bố mẹ chồng đợi sẵn. Không làm lễ hay chúc mừng, bỏ hết các khâu rườm rà, phía nhà gái chỉ có thể trao cô dâu cho chồng rồi về nhà. Được biết, cô dâu ở Nghệ An, nơi đã xuất hiện một số ca nhiễm mới. Vì tình hình dịch bệnh khá căng thẳng, nên cô dâu và chú rể chỉ có thể tổ chức hôn lễ một cách đơn giản nhất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Đoạn video khiến cho dân tình vừa cảm thấy thương cảm và dành rất nhiều lời động viên cho cô dâu với chú rể. Ai cũng biết người thiệt thòi nhất là hai vợ chồng Son, nhưng vì sức khỏe chung của cộng đồng nên chỉ có thể tổ chức tối giản nhất có thể.